Thưa quý vị, hôm nay ngày làm việc thứ 23 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, Quốc hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua một số luật và nghị quyết quan trọng. Buổi sáng Quốc hội biểu quyết thông qua Luật đấu thầu sửa đổi, tiếp đó tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang sẽ giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu buổi chiều quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do quốc hội hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn sửa đổi sau đó quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi và bộ trưởng bộ xây dựng nguyễn thanh nghị sẽ giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu quốc hội nêu nhằm giúp doanh nghiệp có thể tiếp cận những thiết bị công nghệ hiện đại nhất đến từ nhiều công ty hàng đầu trên thế giới, triển lãm quốc tế lần thứ 10 về công nghệ nguyên phụ liệu thiết bị máy móc ngành nhựa và cao su Việt Nam và triển lãm quốc tế về công nghệ HVAC sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 27 tháng 7 tại Hà Nội hiện thị trường nhựa Việt Nam dự kiến tăng trưởng ổn định ở tốc độ tăng trưởng kép CAGR ước đạt 8%. Trong bối cảnh sự gia tăng đầu tư nước ngoài đang mang lại nhiều cơ hội hơn cho doanh nghiệp ngành nhựa, chuỗi hội thảo trong khuôn khổ triển lãm từ 25 đến 27 tháng 7 tại Hà Nội sẽ xoay quanh các chủ đề về hướng phát triển một ngành nhựa trong nền kinh tế tuần hoàn, ứng dụng công nghệ sản xuất, quản trị ngành nhựa, cao su để thúc đẩy tương lai bền vững cũng nằm trong chuỗi sự kiện triển lãm lần thứ 15 về công nghệ HVAC, hệ thống làm lạnh và tòa nhà thông minh tại Việt Nam, HVACR Việt Nam 2023. 2023 sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp và nhân sự hoạt động trong ngành có thể cập nhật nhiều kiến thức mới, bắt kịp xu hướng ngành điện lạnh và công nghệ tòa nhà thông minh trong tương lai. 10 năm có hiệu lực hàng loạt quy định của luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi đã trở nên lạc hậu với tình hình kinh tế xã hội hiện đại. Các khoản giảm trừ thuế thu nhập cá nhân không còn phù hợp với thực tiễn, khiến những người làm công ăn lương chịu nhiều thiệt thòi. Người phụ nữ này từ Thanh Hóa đến thành phố Hồ Chí Minh làm việc gần 6 năm. Lương nhân viên văn phòng phải gánh thêm thuế thu nhập cá nhân, càng chật vật để trang trải cuộc sống nơi thành phố lớn. Với cái mức đóng thuế thu nhập cá nhân và mức giảm trừ gia cảnh hiện tại với cái mức thu nhập của tôi ấy, thì tôi cảm thấy nó vẫn chưa phù hợp lắm. Bởi vì là với cái chi phí hiện tại á, nó đang leo thang với một người mà sinh hoạt ở tại một thành phố lớn thì cái mức chi phí nó quá là cao, cái mức thu nhập nó không có đáp ứng được cái nhu cầu chi tiêu hàng ngày đời sống cá nhân của tôi. Tình hình kinh tế xã hội hiện tại so với thời điểm ra đời luật thuế thu nhập cá nhân đã thay đổi rất nhiều, nên lấy CPI làm thước đo điều chỉnh mức thuế thu nhập cá nhân, giảm trừ gia cảnh không còn phù hợp. Theo nhiều chuyên gia, luật thuế thu nhập cá nhân cần phải sửa đổi bởi có nhiều quy định quá lỗi thời, dùng đối tượng nộp thuế vào cảnh khó. Trong số này, những quy định về mức giảm trừ gia cảnh không còn phù hợp thực tế. Có những cái cái xét đưa ra mà chúng tôi thấy rằng là gần như là không có tính khả thi. Ví dụ, à, cái người phụ thuộc mà không có thu nhập từ 1 triệu đồng trở lên thì mới được giảm thuế. Vậy ai kiểm tra con người ta làm gia sư có thêm thu nhập và nếu như đáng lẽ được giảm trừ gia cảnh 4 triệu tư nhưng mà các cháu chỉ làm gia sư có thêm tiền 1 triệu mốt thì lại không được giảm trừ. Đúng ạ, điều đấy rất là bất cập. Từ khi luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi được áp dụng, lương tối thiểu vùng đã tăng 9 lần, từ mức 2 triệu đồng trên một người một tháng lên hơn 4,68 triệu đồng trên một tháng, tương đương mức tăng gần 2,4 lần. Nhưng mức chiết trừ gia cảnh cho người nộp thuế và người phụ thuộc chỉ mới được điều chỉnh một lần vào giữa năm 2020. Các chuyên gia cho rằng việc sửa đổi luật có thể căn cứ theo lương tối thiểu vùng do nhà nước quy định và cần chia bậc theo hướng khu vực thành phố lớn khác với vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Đối với quy định của luật thu nhập cá nhân thì theo tôi là chúng ta nên điều chỉnh lại cái mức về giảm trừ gia cảnh. Thì theo quy định của pháp luật thu nhập cá nhân hiện hành, cái mức giảm trừ gia cảnh đối với cả người phụ thuộc hiện nay đang là 4 triệu 400 nghìn. Thì cái mức 4 triệu 400 nghìn này đối với cả cái sinh hoạt phí của các thành phố lớn, theo tôi hiện đánh giá hiện nay là không đủ. Theo đó thì chúng ta có thể xem xét nâng cái mức đó lên. Có thể là chúng sẽ có chia bậc theo các thành phố lớn như là cái mức lương cơ bản. Chi phí phục vụ cuộc sống tăng cao, do đó đòi hỏi luật thuế thu nhập cá nhân cũng cần bám sát thực tế. Theo dự kiến, dự án sửa đổi luật thuế thu nhập cá nhân sẽ được chính phủ trình quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 vào năm 2025 và thông qua dự án luật thuế thu nhập cá nhân tại kỳ họp tháng 5 2016. Như vậy, người nộp thuế thu nhập cá nhân còn phải chờ đến hơn 3 năm nếu những đề xuất sửa đổi được thông qua theo lộ trình này. Sau vụ sạt lở đất khiến hai công nhân tử vong ở khu vực đầu đèo Pren, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và một số sở ngành thành phố Đà Lạt đã đi kiểm tra tình hình khắc phục và chống sạt lở tại một số dự án công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Tại dự án nâng cấp mở rộng đèo Pren, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn công tác đã kiểm tra địa điểm xảy ra sạt lở đất khiến hai công nhân tử vong và một số đoạn trên cung đèo đã và đang được xây bờ kè chống sạt lãnh đạo tỉnh đặc biệt yêu cầu nhà thầu và đơn vị thi công theo dõi diễn biến thời tiết để bố trí các công đoạn và các biện pháp thi công phù hợp. Tại một số vị trí có nguy cơ sạt lở đất, ta luy ở Đà Lạt, đại diện đoàn công tác nhấn mạnh, tình hình mưa bão vẫn diễn biến phức tạp với đặc thù địa hình một số vùng đồi núi có độ dốc cao, chính quyền địa phương cần chủ động có kế hoạch di rời người dân khi có mưa bão để đảm bảo an toàn cho người dân. Ngày 22 tháng 6 tại thành phố Huế, Ban chỉ đạo 389 quốc gia tổ chức hội nghị giao ban công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm 2023, một số tỉnh thành phố khu vực miền Trung. Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2023, các địa phương từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 10.850 vụ vi phạm, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước xử lý vi phạm hành chính 9.909 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 362 tỷ đồng, khởi tố vụ án hình sự 941 vụ với 1.139 đối tượng. Mặc dù tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn 9 tỉnh miền Trung thời gian qua diễn biến không phức tạp, tuy nhiên, theo Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, một số đơn vị chưa chủ động nắm tình hình, tổ chức đấu tranh ngăn chặn, xử lý rứt điểm các vụ việc xảy ra trên địa bàn, cần sớm chấn chỉnh và khắc phục trong thời gian tới. Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp, 10 năm đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp, Hội hữu nghị Việt Nam-Pháp phối hợp với Viện Pháp tại thành phố Đà Nẵng đã tổ chức đêm giao lưu âm nhạc với sự tham dự của hơn 1.500 đại biểu khách mời. Đại diện lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cho biết, những năm gần đây, dấu ấn hợp tác của Pháp tại Đà Nẵng ngày càng rõ nét, đặc biệt là trong các dự án về văn hóa, giáo dục, như dự án nâng cao giá trị bảo tàng trăm, xây dựng trụ sở câu lạc bộ tiếng Pháp, dự án phát triển cộng đồng, dự án cung cấp thiết bị cho trường học Lê Quý Đôn. Buổi giao lưu âm nhạc cũng là dịp tôn vinh mối liên kết gắn bó hai quốc gia trong quá khứ và hiện tại. Đồng thời, hướng tới xây dựng mối quan hệ Việt Nam Pháp ngày càng phát triển bền chặt trong tương lai. nhân dịp kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam và hướng tới kỷ niệm 75 năm thành lập liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, vừa qua thời báo văn học nghệ thuật đã tổ chức chương trình giao lưu báo chí doanh nghiệp với tọa đàm chủ đề Tạp chí Văn nghệ năm 1948 và thời báo văn học nghệ thuật hôm nay. Chương trình gặp gỡ tọa đàm với chủ đề Tạp chí Văn nghệ năm 1948 và Thời báo Văn học nghệ thuật hôm nay là dịp để ôn lại truyền thống của Tạp chí Văn nghệ cũng như trao đổi về thời cơ, thách thức, giải pháp để phát triển báo chí của Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam của Thời báo Văn học nghệ thuật nhằm thực hiện trọng trách là cơ quan ngôn luận của Liên hiệp, là diễn đàn của hơn 42.000 văn nghệ sĩ và đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin của độc giả. Thời báo Văn học nghệ thuật là một cái đơn vị báo chí mới ra đời nhưng kế thừa cái truyền thống của uh, tạp chí văn nghệ năm môn tám thì chúng ta đang nỗ lực để xây dựng tờ báo trở thành cơ quan báo chí đa phương tiện uh, trong lĩnh vực văn học nghệ thuật thông qua cái việc ôn lại cái truyền thống ấy chúng ta khơi dậy cái niềm tự hào và cái trách nhiệm xã hội của những người làm báo. Trong khuôn khổ chương trình tọa đàm giao lưu với chủ đề Tạp chí Văn nghệ năm 1948 và Thời báo Văn học Nghệ thuật hôm nay đã diễn ra sôi nổi với sự góp mặt của các diễn giả là những nhà nghiên cứu, nhà báo uyên thâm trong lĩnh vực văn học nghệ thuật. Chuyển sang các tin tức quốc tế, theo lực lượng tuần duyên Mỹ, nguồn dự trữ oxy trên tàu loạn Titan đang mất tích dưới đáy biển Đại Dương, Đại Tây Dương đã cạn vào khoảng 12 giờ trưa ngày hôm qua theo giờ địa phương. Lực lượng cứu hộ đã điều thêm tàu tìm kiếm tàu loạn mất tích với hy vọng những âm thanh dưới nước mà họ phát hiện được trong ngày thứ hai liên tiếp có thể giúp thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Theo thiết kế, trong tình huống xảy ra sự cố, tàu lặn Titan có nguồn oxy dự phòng khoảng 96 giờ. Thời điểm tàu Titan mất liên lạc vào khoảng 4 giờ sáng ngày 18 tháng 6, lực lượng tuần duyên Mỹ cho biết một trong những yếu tố gây khó khăn cho dự đoán chính xác lượng dưỡng khí còn lại là không biết tốc độ tiêu thụ oxy của mỗi người trên tàu. Lực lượng tìm kiếm tàu lặn Titan ghi nhận nhiều tiếng động dưới biển, song cũng chưa thể xác định được âm thanh đó là gì. Phạm vi tìm kiếm đã mở rộng khoảng 26.000 km vuông. Dù không mấy lạc quan, nhưng lực lượng tìm kiếm cho biết vẫn đang nuôi hy vọng cứu được năm hành khách trên con tàu. EU đang soạn thảo các tiêu chuẩn khí thải khắt khe hơn đối với các xe tải mới tại thị trường châu Âu nhằm đáp ứng mục tiêu đưa mức phát thải dòng xuống không tại 27 quốc gia thành viên vào năm 2050. Theo dự thảo báo cáo của một số nghị sĩ thuộc Nghị viện châu Âu, Liên minh châu Âu nên quy định các xe tải mới phải có lượng khí thải CO2 bằng không bắt đầu từ năm 2040 để giảm tác động đối với tình trạng biến đổi khí hậu. Vào tháng 2, Ủy ban châu Âu EC đã đề xuất mục tiêu cho các nhà sản xuất giảm 90% lượng khí thải CO2 đối với xe tải mới vào năm 2040. Đây sẽ là điều kiện cần thiết để bảo đảm các nhà sản xuất châu Âu đi đúng hướng trong cuộc cạnh tranh quốc tế một số nhà sản xuất đã cam kết khử carbon đối với các dòng xe hạng nặng của họ. Ví dụ như Daimler đã cam kết xe tải mới của hãng sẽ đạt mức trung hòa carbon từ năm 2039 tại châu Âu, Mỹ và Nhật Bản. Theo dữ liệu công bố trong năm nay của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu, năm 2021, xe tải tại châu Âu phần lớn đang chạy bằng dầu diesel. Nhật Bản có thể phải đối mặt với một mùa hè nóng hơn bình thường trong năm nay do hiện tượng El Nino gây ra, một số chuyên gia cảnh báo có thể phát triển thành siêu El Nino. Trong bản tin dự báo thời tiết cho 3 tháng kể từ tháng 7 công bố vào đầu tuần này, cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo sự kết hợp giữa El Nino với các tác động kéo dài của hiện tượng La Nina đang gây ra mưa rông ở Philippines, đẩy khối áp cao ở Thái Bình Dương về phía Tây. Điều này sẽ khiến cho miền Đông và miền Tây Nhật Bản cùng với Okinawa và quần đảo Amami bị không khí nóng bao phủ. Nhiệt độ trung bình trong tháng 8 có thể cao hơn bình thường ở mọi nơi, ngoại trừ vùng Tohoku và Hokkaido. Nhiệt độ trung bình tháng 7 và tháng 9 được dự báo sấp xỉ nhiệt độ bình thường hàng năm. Hiện tại ở Nhật Bản đang là mùa mưa, nhưng nhiệt độ đã tăng lên. Vào cuối tuần qua, nhiệt độ đã lên tới 30 độ C trên khắp Nhật Bản. Giữa kính và các tòa tháp bằng thép của khu tài chính London, một tòa nhà thấp tầng làm bằng vật liệu tái sử dụng nổi lên như chứng tỏ con người có sức mạnh tập thể để đối phó với biến đổi khí hậu. Được mệnh danh là nhà hát không rác thải đầu tiên tại Anh, nhà hát Greenhouse là nơi diễn ra các buổi biểu diễn để phục vụ các khán giả tại London vào mùa hè. Nhà hát Greenhouse được một nhóm do giám đốc nghệ thuật Oli Savet đứng đầu, được xây dựng và nhắm tới các khán giả trong khoảng từ 16 đến 35 tuổi có khuynh hướng rất lo lắng về vấn đề môi trường. Với công trình đặc biệt này, anh Savet muốn chứng tỏ con người có thể hướng tới cuộc sống bền vững dễ dàng và vui vẻ hơn những gì mà họ tưởng. Chương trình đến với đại dương do anh dàn dựng giúp các khán giả cảm thấy được kết nối với nhau với thế giới tự nhiên. Ngoài ra, nhà hát dự kiến tổ chức 15 chương trình biểu diễn khác vào mùa hè ở thủ đô London. Greenhouse là nhà hát không rác thải duy nhất của Vương quốc Anh. Chúng tôi sử dụng cách kể chuyện để khơi dậy hành động vì khí hậu giữa các nghệ sĩ, khán giả, bất kỳ ai. Các diễn viên và khán giả đã sẵn sàng hơn để đối phó với vấn đề biến đổi khí hậu. Trong thời gian phong tỏa để phòng chống đại dịch COVID-19, các nhà hát buộc phải đóng cửa. Chính giai đoạn này, tại Anh, sách xanh nhà hát đã ra đời như cuốn sổ tay hướng dẫn các giảm khí thải. Trước tiên bằng cách chú trọng vào những vật liệu được xây dựng để gian dựng các vở kịch theo kiến trúc sư, đồng sáng lập sách xanh nhà hát, tài liệu này đã được sử dụng trên khắp thế giới và đang được dịch sang 11 ngôn ngữ khác. Bây giờ là những thông tin đáng chú ý trên các báo số ra ngày hôm nay. Thưa quý vị, về đề nghị của chính phủ đổi tên dự án luật căn cước công dân thành luật căn cước, thảo luận ở hội trường về dự án luật căn cước công dân sửa đổi vào chiều ngày 22 tháng 6, một số đại biểu quốc hội đề nghị cần giữ nguyên tên dự án luật, không mở rộng phạm vi điều chỉnh của luật, đồng thời khẳng định dự án luật nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân Tham gia ý kiến và cụ thể nội dung dự thảo luật, một số ý kiến cho rằng không nên bỏ mục quê quán trong căn cước công dân bởi sẽ không thống nhất với quy định ngay trong dự thảo luật về việc nhận diện lai lịch của công dân. Những năm qua, nghề trồng chế biến trà ở Thái Nguyên đã phát triển mạnh mẽ, làm nên thương hiệu đệ nhất xanh trà Thái Nguyên được người tiêu dùng ưa chuộng tuy nhiên theo phản ánh trên báo nhân dân việc liên doanh liên kết sản xuất chế biến chè còn hạn chế diện tích chè hữu cơ còn thấp thu hút doanh nghiệp đầu tư trồng chế biến chè còn gặp nhiều khó khăn với diện tích và sản lượng chè lớn nhất cả nước mang lại thu nhập giá trị vượt trội so với các loại cây trồng khác tỉnh thái nguyên đang tích cực triển khai các giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu để nghề trồng chế biến trà phát triển nhanh và bền vững từ đầu năm đến nay xuất khẩu nông sản gặp nhiều khó khăn tuy nhiên theo bài viết trên báo lao động ngành nông nghiệp đã có nhiều nỗ lực tạo ra cú hích thúc đẩy xuất khẩu nông sản nhất là xuất khẩu vào thị trường trung quốc Mới đây tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ công bố xuất khẩu chuyến hàng sầu riêng đầu tiên theo nghị định thư ký kết giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Dự kiến trong năm 2023, Đồng Nai sẽ xuất khẩu 20.000 tấn sầu riêng sang Trung Quốc, còn tại tỉnh Bắc Giang lần đầu tiên 56 tấn vải thiều cũng được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc qua đường sắt, hứa hẹn mở rộng kênh tiêu thụ và phương thức vận chuyển. Chuyển sang thông tin trên báo Sài Gòn Giải Phóng, ngày 22 tháng 6, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án tuyến tàu điện ngầm Bến Thành Tham Lương Metro số 2 theo quy hoạch, thành phố Hồ Chí Minh có 8 tuyến metro. Dự án metro số 2 có tổng mức đầu tư là hơn 2 tỷ đô la Mỹ, tương đương với khoảng 47.000 tỷ đồng. Giai đoạn 1 sẽ đầu tư xây dựng từ Bến Thành đến Tham Lương. Sau khi hoàn thành giai đoạn 1 sẽ đầu tư tiếp giai đoạn 2 theo hướng từ Tham Lương kéo dài đến bến xe Tây Ninh, từ Bến Thành kéo dài tới Thủ Thiêm. Giai đoạn 3 của dự án sẽ kéo dài từ bến xe Tây Ninh đến khu đô thị mới Tây Bắc Củ Chi. Báo cáo tình hình lao động việc làm từ 40 tỉnh thành phố cho biết đến hết ngày 20 tháng 5 năm 2023, có khoảng 509.000 lao động bị ảnh hưởng việc làm, khoảng 5.200 trong số gần 9.560 doanh nghiệp được khảo sát cho biết sẽ cắt giảm trên 5% lao động từ nay đến hết năm. Theo bài viết trên báo Đại Đoàn Kết, dự báo thị trường lao động 6 tháng cuối năm cũng sẽ chịu nhiều rủi ro và thách thức. Tình hình lạm phát giá cả tăng cao ở nhiều quốc gia làm cho nhu cầu nhập khẩu của các thị trường lớn suy giảm, dẫn tới các doanh nghiệp trong nước bị cắt giảm đơn hàng. Điều này cũng dẫn đến tình trạng người lao động tiếp tục bị mất việc và giảm giờ làm, giảm thu nhập nhà ở công nhân có vai trò giải quyết nhu cầu nhà ở, cung cấp điều kiện sống an toàn và tiện lợi cho các công nhân, nhất là ở các khu công nghiệp, khu chế xuất. Theo bài viết trên báo Kinh tế và Đô thị, Việt Nam có khoảng 4,5 triệu lao động trong khu công nghiệp, một nửa trong số đó cần chỗ ở nhưng nguồn cung hiện hữu mới chỉ đáp ứng được gần 30% nhu cầu thực tế của công nhân lao động. Do sự thiếu hụt này, rất nhiều khu nhà trọ gần các khu công nghiệp được người dân xây dựng để cho thuê. Nhiều khu nhà trọ trong số này đã cũ kỹ, xuống cấp cũng như mật độ người thuê rất đông đúc, tiềm ẩn nhiều rủi ro về sức khỏe và an toàn. Sau 4 năm thành phố Hồ Chí Minh thí điểm thẻ thanh toán tự động trên một số tuyến xe buýt, theo ghi nhận trên báo Tuổi Trẻ, nhiều hành khách thừa nhận dùng thẻ thuận tiện hơn tiền mặt, tuy nhiên vẫn còn tâm lý ngại làm thẻ do thủ tục phức tạp, thẻ mới chỉ áp dụng cho một số tuyến. Vì vậy, theo ý kiến của một số chuyên gia và hành khách, cần đơn giản hóa bớt thủ tục cho phép làm vé ngay tại xe, đặc biệt là cần loại thẻ tích hợp cho cả xe buýt, buýt sông, xe đạp công cộng, buýt hai tầng, metro. Việc thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực tuyên truyền và vận động hành khách dùng thẻ đi xe buýt thông minh sẽ góp phần tiết kiệm thời gian công sức của khách hàng, nâng cao chất lượng xe buýt để thu hút người dân đi lại nhiều hơn. thông tin trên các báo số dành hôm nay đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo